Mình nghĩ là mình sẽ xuống trước nó và mình lùm sẽ lùm súng trước nó. Ok, mình lùm súng trước nó nha. Rồi ok, nó lùm súng trước mình. Ok, hello, chào tất cả các bạn. Thì chắc hôm nay mình sẽ review lại những cái game, những cái clip cũ hồi xưa mà mình đã từng làm. Đây, mình có làm con game Alpha 8 này các bạn. Ok, xin chào các bạn. Mình sẽ đến với cái tựa game. Trời ơi. Alpha 8. Mất tiền rồi nên là mẹ coi về luôn à. Đẳng cấp nó xàm chưa được chứ, vải lông đen. Sao mà vãi. Thì hồi xưa mình làm về ứng dụng kiếm tiền nè các bạn. Rất là nhiều ứng dụng kiếm tiền. Rồi chơi thử game gì à? Battle Bay hả? Battle Bay là game củ cải gì? Hello, xin chào các bạn. Đến với tựa game là Battle Bay. Battle Bay thì không cần nói nhiều nữa, mình sẽ vô Chiến luôn. Cái đồ họa của nó rất là đẹp nên là mình sẽ chiến luôn cho các bạn. Đội xanh. Ôi, 1, 2, 3. Trời ơi, cái gì vậy? Chơi game gì vậy trời? Rất là mạnh, nhưng mà nạp đạn rất là lâu. Mỗi lần bắn là phải chờ. Ai không biết? Nhẹ nhàng dữ ta, hồi xưa mình nhẹ nhàng dữ ta. Hồi xưa mình nhẹ nhàng lắm các bạn ạ. Đây, clip đầu tiên... clip game phi là file đầu tiên của mình đây. Hôm nay mình sẽ có một cái tựa game mới như là cái game là Battleground trên máy tính. Bạn có thể tải ở đó cho nhanh thay vì các bạn sẽ vô CH Play và gõ chữ Free Fire vào. Rồi ok, mình sẽ vào luôn. Ok, mình sẽ vào luôn. Thì cái game này các bạn có thể chơi bằng tài khoản Facebook nha các bạn. Tài khoản Facebook. Biết tôi biết. Nhảy lung tung này, bắt đầu đó, nó nhảy lung tung, nó chồng lên nhau nè. Tại vì người ta đang chơi chứ không phải tự động không bao giờ nó biết chồng người như thế này đâu. Game này á có cái lượng pin nè, pin rất là ok ổn, 32ms nè. Ui, hồi xưa dễ thương vậy hả? Rồi, wow. Cái lối chơi rất là phong phú, bên này là đi lại thì cứ như là liên minh rồi. À, đi lại giống liên minh. Mẹ đi lại giống liên minh. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm là cái cách là sao là để đứng top. Vậy mới gọi là hay. Đó. Chém thì cũng ra máu như thiệt vậy đó. Ấy mày cầm mẹ mồm đi. Thứ nhất bạn có hai lựa chọn. Một là nhảy trước, hai là nhảy sau cùng. Cái cách nhảy sau cùng là chắc ăn nhất. Đây. Nhảy sau cùng là chắc ăn, chắc ăn cái mụ nội mày á. Cái này là một cái cây. Các bạn cứ thấy mấy cái cây trục nào đó. Các bạn làm sao mà nhảy dù xuống những cây trục này thì ở những cây trục này có hai khẩu súng. Một là khẩu AK-47. Hai là khẩu WM. Cái gì WM là khẩu gì vậy? Bắt đầu nhảy, sẽ tập trung tới cái hướng này. Và mình chắc chắn rằng mình phải lấy cái cây khẩu AK trước. Tại vì nhiều người cũng phải nhảy theo mình nữa. Nhiều người nhảy theo mình, ok. Ok, mình đáp ngay đúng cái khẩu AK luôn. AK đâu cha? Okay, là không có AK đây. Ok, cái map này chưa có. Ok, chạy như đụt kìa các bạn. Ui, chạy kìa. Mình sẽ tập trung đi lấy súng tại vì cái bản đồ này rất là nhỏ. Bản đồ này rất là nhỏ, ok nhỏ. Rằng mình không chết giữa chừng khi mà đang lấy đồ. Ok. Lấy đồ thì thấy rồi, bắn. Ui! Ui! Bắn. Đạn đã. Thầy đạn đã. Sẽ chết. Mình cứ đứng đây nó lò ra là bắn. Chết. Rồi, okay. Chết. Chết. Ôi. Chết. Ôi. Rồi. Ui, như vậy là bạn có một kill rồi, cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Apple Bay. Tại vì lý do là mạng mình hơi bị lag nên là có thể là đạn ra hơi bị lâu. Trong đây á, các bạn để ý nha, đừng khinh bao giờ khinh thường súng sục nha. Đừng bao giờ khinh thường súng sục. Súng sục gần là thằng nào cũng phải chết với các bạn. Rồi. Mình cứ lấy đạn thôi. Mà các bạn có được cái tiếng của mình hồi xưa thực sự nó rất là nhẹ nhàng. Tiếng của mình hồi xưa là như thế này nè các bạn. Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip để mà hướng dẫn cho các bạn là bắn game Free Fire. Thì con game này kiểu đại loại là như vậy nha mọi người. Không thèm lấy giáp luôn hả? Có luôn hả? Phải lông đen. Hồi xưa thì mình đến với con game Free Fire là bắt đầu từ clip này các bạn ạ. Xưa mình đến tới game Free Fire bắt đầu clip này thì mình cảm thấy rất là hay, rất là hài hước.
trong lúc xưa và thời thời còn trẻ mà mình còn mình tiếng của mình lúc đó hình như là mình nhớ là lúc đó chưa bể giọng luôn các bạn ạ, lúc đó chưa bể giọng, lúc đó giọng mình là chưa bể luôn á. Được cây súng sọc gân thì cứ Từ từ nói lại nè, được được cây súng sọc gun thì nó cứ đâu giống đâu, bây giờ thì tiếng mình không giống như tiếng cũ. thì tốt thôi. Đó, tại vì uy lực của nó rất là mạnh, tại vì nó chưa fit lại cây súng đó. Mình thấy từ xa có một thằng len ben rồi. Ủa không 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 có không có Cự ly nhắm của mình luôn. đang không tới, nên là mình cố gắng mình sát Ok, sát biết nó biết lại gần. biết cự ly không tới luôn. Không tới. Rồi, ok mình. Ê, Rồi rồi, ok chết mình. rồi. Ôi ok mình Mình chết chết rồi. Mình chết rồi. rồi. Phải vậy. Rồi xong. Rồi Ok, xong. nó đứng gần vậy mà mình không bao giờ thấy. Rồi, Cái gì nó quay đứng lại. gần? Nó đứng gần như vậy mà mình không bao giờ thấy. Có qua thấy đâu mà thấy. Mẹ Cũng chơi nhanh mà. Không sao, coi như là sai sót ha. Không sao, coi như sai sót. Ok, tiếp tục. Lỗi nhảy á. Đó, nó fix lại cái lỗi nhảy rất là êm, nó không bị khựng giống ở đợt nữa. Fix lại nhảy nhảy Nó rất là còn yêu êm, cầu không bị khựng. 20 giây nữa là sẽ vô trận, vô rất là nhanh. Đối với các máy yếu chơi game này là bao ghiền luôn nha. Máy yếu chơi game này mà bao ghiền. Xạo, game này hồi xưa Rồi, chơi có ok, hai ba cố lần gắng cái đứng chán ở bỏ top mẹ. 1. Có thằng xuống sau. Khúc này mới Và mình vui nè sẽ các bạn. chọn cái địa điểm Khúc này mới là vui nè. cái màu xanh xanh ở phía trước mặt. Thì ở trước trên đầu mình có một thằng, nó đang cũng nhảy xuống ngay cái điểm đó. Mình nghĩ là mình sẽ xuống trước nó và mình lùm sẽ lùm súng trước nó. Ok, mình lùm súng trước nó nha. Rồi ok, nó lùm xuống trước mình. Cười tao. Đúng nhạc. Mẹ đúng nhạc luôn. Hồi xưa mình không cười giống nó như bây giờ nha các bạn. Hôm nay mình, bây giờ mình cười kinh quá à. Để mình cười lại Đây là một cái lấy súng trong hội truyền thuyết nè các bạn. Đây là một pha giựt súng trong truyền thuyết. Lụm súng trước nó. Ok. Ok, Ok, mình mình lụm lụm súng súng trước trước nó nó nha nha. các bạn. Rồi ok, nó lụm súng trước mình. Một pha lụm súng trong truyền thuyết các bạn ạ. Cái pha này pha nhặt súng trong truyền thuyết đó các bạn ạ. Nhớ. Mình không tin luôn, mình không tin là lúc đó tại sao mình có thể nói được như thế. Không thể nào tin được. Sao mình không nói là bây giờ mình sẽ lấy súng trước nó nha mọi người. Đó. Ui, nhưng không, nó giật súng kịp rồi, nó giật súng trước mình rồi. Vớ vẩn. Coi nghe lại Mình lụm súng trước nó. nè. Ok, mình sẽ lùm súng trước nó. Ok, mình lụm súng trước nó nha. Ok. Và ok. Rồi ok, nó lụm súng trước mình rồi. Rồi ok, nó lùm súng trước mình rồi. What? How to? Rồi ok, nó lùm súng trước mình rồi. Nhạc, đúng nhạc luôn. Cho thêm chút muối đi mọi người ơi. Các bạn ơi bấm nút like và nút chia sẻ và ủng hộ mình bằng cách bật nút chuông lên để mỗi lần là xem video các bạn sẽ nhận được thông báo. Chứ không thể tin được. Chạy. Chạy. Kéo quân. Rồi ok Sai gì nữa? sót rồi. Ok cái sai sót. Ok sai sót rồi. Ok chạy đi, chạy đi. Sai Ui một sai máu quá. các bạn, 18 máu. Ui còn 18 máu. Rồi sai quá sai. Rồi địch vẫn đang đi theo. Sọc gân. Mày Sọc vô đây. bun, mày vô đây rồi. Rồi không thèm lấy giáp ba luôn. Rồi mình nó có một cái lợi thế là rung quá. Cái này rung quá không thèm lấy giáp ba luôn các bạn. Rồi rồi lấy nó rồi. nhìn được xuyên tường nha các bạn. Nhìn được xuyên tường. Hồi xưa Bệnh nhìn gì được xuyên ta? tường rồi các bạn. Sao nó cứ chạy vòng vòng cái này vậy ta? Nó cứ chạy vòng vòng cái này vậy ta. Rồi ok. Rồi ok tiếp. Dường như mình vừa thoát khỏi thằng đó rồi. Dường như Bây mình giờ vừa mình thoát còn khỏi thằng đó rồi. 18 giọt. Thì hy vọng thì mình sẽ đứng top được với 18 giọt này. Đứng top 18 giọt. Ok. Ok. Tiếp Con này tục. sẽ giúp mình tỉa từ xa. Có A đúp không ta? Có M4A1 nè. Rồi, alo 1. Mình thấy một thằng Rồi có A đúp luôn. ở Ui A trước đúp nè mặt. các bạn. Ui. Ui, nhắm lên đen thùi lùi màn hình luôn. Đây. Đùng, Ở đây. một viên, đùng, Mình hai viên, ra đi một người. Đúng rồi, mạng mình đang rất là lag nên là mình mới giết được một thằng. Còn mình thấy chiếc xe đang chạy lướt qua với một tốc độ bàn thờ. What? Tốc độ bàn thờ. Ok, mình lại thấy một thằng nữa. Đúng. Ui.
Đúng, hai kill cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AM Mobile. Nói gì đi anh em, nói gì đi. Nói gì đi. Quá xịn sò. M4A1. Tiếp tục. Thì uy lực của cây M4A1 này rất là cùi mía nha các bạn. Các bạn chơi thì đừng bao giờ mà lầm. Thì uy lực của cây M4A1 này rất là cùi mía nha các bạn. Các bạn chơi thì được, các bạn đừng nhặt cái khẩu này nha các bạn. Nhớ nha, chỉ có mình giặt nhặt thôi nha mọi người. Cái cây này chẳng qua mình lầm cho có súng như thôi, chứ mình đổi qua cây cây súng sọc gân á. Sọc gân sát la cà rất là sướng. Sọc gân sát la cà là cả loại Halo 2. Sáp la cà thường thường dùng dao để sáp la cà chứ. Máu chứ không thôi là một tỉa từ súng nhắm bên kia là chết, knock out mình liền. Ừ, knock out mình liền. Mình rất sợ là bên xa xa bên nhà màu đỏ bên kia nó tỉa qua. Ok, rất là sợ. Sẽ có cái gì đây, nồng nhắm và nồng nhắm. How to nồng nhắm. Cái đó là nồng level 1 cha nội ơi, nồng nhắm đâu mà nồng nhắm. Cái này là nồng mà, có phải nồng nhắm đâu. Không. Rồi mình lấy nồng nhắm. Lấy nồng nhắm. Sọc gun lấy đồng nhắm. Mình bắt đầu di chuyển. Cái này rất là hay, các bạn nhảy từ trên lầu 10 nhảy xuống sẽ không bị mất máu. Trên lầu 10 nhảy xuống. Các bạn nhảy từ trên lầu 10 nhảy xuống sẽ không bị mất máu nha các bạn. Các bạn nên nhớ nha. Nhớ nha. Trên lầu 10 nhảy xuống sẽ không bị mất máu đâu. Rất là có lò xo. Đó. Cái chân mình rất là có lò xo. Sự đàn hồi rất là cao. Và cái vùng an toàn thì nó sẽ đang dần bo hẹp lại. Nếu mình không chạy thì mình sẽ bị mất máu cũng như bắt rau ở trên máy tính và thôi. Ok, mình sẽ kiếm được một thằng nào đó, mình săn nó. Bây giờ mình sẽ gọi là săn zombie, còn sống 5 thằng thì mình sẽ nhông 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 này. Sẽ có thằng gặp thằng nào đó. Nó sẽ tỉa mình sẽ... Dễ thương quá à, hồi đó sao mình dễ thương dữ vậy ta. Ôi, ơi. Hồi đó mình dễ thương quá à. Gì không à. Cái gì mà mình cần bây giờ là chạy sát tường. Hồi đó mình dễ thương quá các bạn ạ. Rồi, ban qua. Ban qua, ok ban qua. Rồi. Móc dao ra, dao có chữ nạp đạn là thấy vui rồi. Nhảy, tại vì súng nhắm, tại vì mình sợ súng nhắm. Tại còn cự ly xa thì mình không. Những súng khác á, nếu mà đứng gần thì có thể bắn chết mình, nhưng mà nếu mà cự ly xa thì không bắn được. Cự ly xa thì phải cần nòng nhắm X3. Nòng nhắm X3 thực sự nó cái kiểu như là đang kiểu như là đang dạy lớp mầm non các bạn á. Tại sao mình phải nhảy? Tại sao mình phải nhảy? Tại sao mình phải chạy đi? Dễ thương quá à. Nhắm mà nó phải gọi là cũng giống như thế này luôn, nhưng mà nó bắn được cự ly ở xa. Mình có một cái an gian là mình đứng trong góc nhà mình có thể okay, hồi xưa tìm thằng nào. Ok, hồi xưa là có cái an gian là các bạn game này. Các bạn đứng ở trong nhà có thể nhìn được ở ngoài. Đó, đứng trong nhà mãi thôi. Rồi, nhưng mà mình không thích thế. Mình thích đi săn tụi nó. Ok, một đi săn. Một là mình săn tụi nó, hai là tụi nó săn mình. Rồi, còn 4 mạng. Một là mình săn tụi nó, hai là tụi nó săn mình. Nó cũng giống câu ok, mình lấy súng trước nó. Ok, nó lấy súng trước mình. Cưng quá à. Để coi còn giết địch rồi. Ui, ngồi cái tướng à. Sao mình phải bò như một con đười ươi như thế này. Bò như một con đười ươi như thế này. Rồi còn gì nữa? Sống, thì mình nghĩ mình sẽ đứng top. Mình nghĩ mình sẽ đứng top. Rồi còn gì nữa không ta? Để coi nha các bạn. Thử rồi lấy cái ạ. Rồi chuẩn bị lấy top 1 các bạn ạ. Trước mặt và ở sau lưng. Rồi chuẩn bị lấy top 1 này các bạn. Top 1. Top 1 rồi các bạn ơi, chuẩn bị top 1. Đó, rồi. Thấy một thằng rồi và sọc gun bắn từ xa đây các bạn. Và mình xác định thằng này sẽ chết dưới tay mình. Chết dưới tay mình. Nhìn vào hướng nào đây? Ok, mình thấy nó. Ok, mình thấy nó. Ok. Ok. Dứt luôn. Ui, sọc gun. Dứt luôn. Ui. Trời ơi. Tầm này là kéo đầu sọc gun này các bạn. Thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Kéo sọc gun headshot này các bạn. Okay. Trời ơi, kéo tâm nè. Kéo tâm. Ôi. Hay phết nha. Hay bro laser đó các bạn. Shotgun tầm xa kéo tâm, chuyện đó chuyện bình thường. Bro. Hay, được. Ok. Ok, kéo tâm. Rồi. Kéo tâm. Ui.
Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã đón xem. Thì nhớ ủng hộ kênh mình, nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi mình sẽ làm nhiều clip nói về cái game này nữa và cách để chơi nó đứng top liên tục luôn. Thì chiến thuật rất là hay. Ôi hồi xưa mình cũng dám nói câu đó luôn các bạn. Hồi xưa mình cũng dám nói câu đó luôn kìa. Đó, hay quá, mình là người cuối cùng. Nè nè, các bạn nghe nè. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Thì nhớ ủng hộ kênh mình, nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi mình sẽ làm nhiều clip nói về cái game này nữa và cách để chơi nó đứng top liên tục luôn. Thì chiến thuật rất là hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phải nói là hồi xưa mình cũng có một cái tâm huyết là mình muốn làm về cái con game này rồi nha mọi người. Mình có một cái tâm huyết, mình muốn làm con game này rồi. Và mình làm con game này là mình kiểu như là mình muốn làm cho... Mình muốn làm video hướng dẫn tất cả mọi người bắn game. Hồi xưa mình chơi ngu thấy mẹ à. Hồi đó mình chơi ngu thấy bà luôn. Thì đến bây giờ thì mình đã làm clip rất là nhiều. Cũng giống như cái câu nói hồi xưa. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Các bạn nhớ ủng hộ kênh mình. Đây đây đây, mình mở lại câu nói hồi xưa của mình. Mình là người cuối cùng. Ok các bạn, kênh mình, nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi mình sẽ làm nhiều clip nói về cái game này nữa. Mình sẽ làm nhiều clip nói về cái con game này nữa. Và đúng, đúng. Đến tận bây giờ mình làm clip rất là nhiều để mà nói về con game này. Đó. Để mà nói về con game này nha các bạn. Thì nói chung thì hiện tại bây giờ thì mình cũng đã làm đúng cái lời mà hồi xưa mình đã từng nói các bạn ạ. Đúng cái lời đó. Hiện tại bây giờ mình đã được như hôm nay là nhờ tất cả mọi người. Thì mình một lần nữa mình cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh em, tất cả mọi người đang xem kênh của AdMobile. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Mình rất là trân trọng điều đó. Và mình sẽ không bao giờ bỏ cộng đồng game của mình. Mình không bao giờ bỏ tất cả mọi người. Mình sẽ làm video thật là hay, thật là nó vui vẻ, thật là nhiều để mọi người không chán. Để mọi người lúc nào mọi người cũng cảm thấy vui khi xem clip của mình. Đó là điều mà hồi xưa mình nói và ngay cả đến bây giờ mình cũng nói luôn. Facebook của mình là Nguyễn Hữu Sang. Facebook mình không để link ở phía dưới. Tại vì mình thấy để link ở phía dưới nó cũng không được gì cho lắm. Nên mình cũng không thích để link. Thì các bạn nào muốn hỏi Facebook mình thì Facebook mình là Nguyễn Hữu Sang.